Hôm nay tôi hướng dẫn các bạn sử dụng phần mềm online tên phần mềm là hình thức trắc nghiệm.vn Phần mềm này hỗ trợ các bạn ôn thi nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức và ôn thi tuyển công chức viên chức học câu hỏi trắc nghiệm, và môn kiến thức chung, môn tiếng Anh, môn tin học theo cái phương pháp tư duy câu Hôm nay tôi sẽ minh họa cái phương pháp học trên phần mềm hình thức trắc nghiệm.vn Thông qua học câu hỏi trắc nghiệm cho tài liệu Nghị định 14 À, số 14/2023 của Chính phủ ban hành ngày 20 tháng 4 năm 2023 à, quy định chức năng nhiệm vụ quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính à, phần mềm thường xuyên update cập nhật những cái tài liệu à, mới nhất nhằm đáp ứng nhu cầu học ôn tập của học viên cụ thể thì hôm nay à, là ngày 25 à, tháng 4 năm 2023 À, phần mềm đã cập nhật ngay nghị Tài liệu câu hỏi trách nhiệm Cho nghị định 14 năm 2023 Ban hành ngày 20 tháng 4 Năm 2023 Đấy các bạn thấy rằng là Ban hành ngày 20 tháng 4 năm 2023 Nhưng hôm nay à, Là ngày 25 tháng 4 Năm 2023 Trên phần mềm à, đã có câu hỏi trách nhiệm Cập nhật cho các bạn ôn tập rồi à, Chỉ có sau 5 ngày thôi Sau 5 ngày ban hành thì Trên phần mềm đã có câu hỏi trách nhiệm cho cái tài liệu này các bạn có nhu cầu ôn tập trên phần mềm hình thức trách nghiệm vn các bạn kết nối zalo hoặc gọi điện cho thầy giáo thạc sĩ lê văn quang theo một trong hai số hiển thị trên màn hình 0912595654 hoặc 0943078123 để được hướng dẫn đăng nhập vào phần mềm các bạn sau khi kết nối zalo với thầy giáo các bạn sẽ nhận được video bài giảng để các bạn nghe uh, video bài giảng trên điện thoại của các bạn uh, miễn phí uh, phần mềm hình thức trắc nghiệm vn phần mềm phi lợi nhuận uh, các bạn uh, thấy video của thầy hay và bổ ích nếu chưa chọn nốt đăng ký thì hôm nay hãy chạm tay vào nút đăng ký trên youtube để các bạn nhận được hai tiện ích tiện ích thứ nhất là nghe video bài giảng theo từng mục tiện ích thứ hai có video bài giảng mới các bạn nhận được sớm nhất thì sau đây tôi sẽ minh họa cái phương pháp trên phần mềm như sau à, hướng dẫn sử dụng phần mềm là như sau các bạn khởi động trình duyệt trên máy tính hoặc trên điện thoại tốt nhất là trên máy tính à, vì dữ liệu nó nhiều hình thức trách nhiệm chấm viên các bạn gõ vào cái thanh địa chỉ này à, chú ý là đuôi viên sau xuất hiện cái giao diện như thế này là đúng mục số 1 môn kiến thức chung ôn tập dự tuyển công chức này mục số 2 kiến thức chung ôn tập nâng ngạch công chức vân vân đối với viên chức thì ở phía dưới Phản đối viên chức đơn vị sự nghiệp công lập ở dưới viên chức giáo viên các cấp y tế thì các bạn được cấp ký danh mật khẩu ở mục nào thì thì chỉ đăng nhập vào mục đó được thôi nếu các bạn được cấp mật khẩu cả môn tiếng Anh thì các bạn phải thoát ra khỏi phần mềm của môn này thì mới đăng nhập môn khác được thí dụ hôm nay các bạn được cấp ký danh mật khẩu môn kiến thức chung ôn tập dự tuyển công chức thì các bạn để con chó tại mục số 1 nếu các bạn để sang mục số 2 là các bạn để nhầm sẽ không đăng nhập được chúng ta để con trỏ đúng mục số 1 được cấp cái danh mật khẩu đây để môn kiến thức chung ôn tập dự tuyển công chức thì các bạn nhấn nó trái chuột đi tiếp 2 lần thì sau đó các bạn nhập cái danh mật khẩu các bạn phải bảo mật cái mật khẩu của mình khi được cấp vì người khác biết được người khác đăng nhập phần mềm các bạn sẽ không đăng nhập được phần mềm nữa à, vì vậy các bạn phải bảo mật cái mật khẩu của mình chúng ta chọn login để đăng nhập vào phần mềm Thế thì các bạn có hai cách nếu trên phần mềm đã có cái file tài liệu về luật thông tư nghị định thì các bạn tải trên phần mềm thì nhanh hơn. Còn nếu trên phần mềm thầy chưa tải lên thì các bạn tải trên Google. Thí dụ như là à, cái nghị định không 14 này các bạn có thể tải trên Google à, cũng rất nhanh thôi. Đó. Nghị định 14 ban hành ngày 20 tháng 4 năm 2023 thì hôm nay thì phần mềm đã cập nhật cho các bạn rồi là hôm nay là ngày 25 tháng 4 năm 2023. Như vậy chỉ sau có 5 ngày khi tài liệu đã ban hành thì đã có câu hỏi trách nhiệm trên phần mềm cho các bạn ôn tập. Các bạn tìm hiểu về cái nghị định này. Đó, thì các bạn thấy này. Thế bây giờ các bạn mở cái tài liệu này lên thì chúng ta muốn đóng cái tài liệu, à, muốn thu nhỏ cái... cái, cái, cái cái tài liệu này lại để chúng ta vì nó nhiều cửa sổ mà thì chúng ta chỉ mũi tên chuột vào dấu trừ ở góc tay trái màn hình đối với Macbook còn đối với hệ điều hành Windows nó nằm bên góc trên cùng tay phải màn hình các bạn chỉ vào dấu trừ các bạn nhấn nó trái thì nó lại thu nhỏ xuống đây à các bạn chỉ mũi tên chuột vào biểu tượng thu nhỏ các bạn nhấn nút trái một lần thì nó lại mở lên và các bạn muốn thu nhỏ các bạn chỉ mũi tên chuột vào dấu trừ uh, để thu nhấn nút trái một lần nó thu nhỏ lại như vậy các bạn đã mở uh, Cùng một lúc cả phần mềm à, Hình thức trách nghiệm.vn Cộng với à, cái file tài liệu à, Lên màn hình để chúng ta học à, Chỉ dấu trừ, nhấn vào trái thế Sau đó các bạn tìm đến File câu hỏi Các bạn di chuyển, đây là một danh mục khá đầy đủ đây Hàng trăm danh mục rồi Các bạn chỉ chọn những danh mục các bạn cần thôi à, Di chuyển con trỏ xuống phía dưới này Đó, càng di chuyển nhiều không Thoải mái nhá Đây các file tài liệu ở phía phía cùng này À, các bạn thấy là cái file ví dụ luật tổ chức luật tổ chức chính quyền địa phương nó có trên phần mềm nên các bạn tải trên phần mềm và nếu không có các bạn chặt tải trên Google đó bây giờ các bạn chọn cái mục câu hỏi cho cái nghị định số 14 này chức năng quyền hạn của bộ tài chính này các bạn nhấn nút trái chuột liên tiếp hai lần vào cái mục này à, sau đó các bạn tìm đến cái thực đơn nộp thực hiện đề thi thì các bạn nhấn nút trái một lần sau xuất hiện chữ start nó bắt đầu nhấn nó trái một lần à, các bạn cứ làm theo tuần tự như vậy à, nó đấy thì nó xuất hiện câu hỏi đây nếu các bạn mà thực hiện à, à, tự đánh giá theo mình nắm được bao nhiêu rồi tức là thi thử đấy thì các bạn được chọn một trong bốn phương án các bạn đọc kỹ đầu bài phương án nào đúng nhất các bạn chọn thí dụ như là b đúng a đúng có trường hợp như vậy đấy thì b đúng hơn a thì các bạn phải chọn b như thế nào là đúng đúng là nó có nội dung đúng như trong tài liệu à, sai là gì có nội dung không đúng như trong tài liệu và nội dung đó là cũng không có trong tài liệu à, các bạn phải à, theo cái phương pháp tư duy à, thì các bạn phải hiểu nội dung rồi sau đó các bạn tư duy các bạn làm cũng giống như là chúng ta phải nạp dữ liệu vào bộ óc thì sau đó chúng ta tư duy để làm bài à, lần đầu tiên là chúng ta phải nạp dữ liệu đã À, nó nó trong bộ óc chưa có mà thì chúng ta phải làm dữ liệu căn cứ tình huống đặt ra để giải quyết tình huống này thì căn cứ vào đâu thì các bạn chọn finish ở góc tay trái màn hình các bạn này à, finish nếu các bạn thi thử thì các bạn nộp bài sớm các bạn cũng chọn finish finish có nghĩa là hoàn thành các bạn nhấn nó trái một lần hoặc liên tiếp hai lần cũng được đó thì sau đó các bạn di chuyển con trỏ xuống phía dưới các bạn à, thấy chữ nộp bài và kết thúc chữ nộp bài và kết thúc À, để các bạn xem phần mềm nó hướng dẫn các bạn trên cái nền vàng này này. Thí dụ các bạn đọc nghị định số 14 này. Vân vân. Đây đây là giả thiết căn cứ của đây là cái tài liệu để Bộ Tài chính là cơ là cơ quan của cơ quan nào? Phương án A là của chính phủ, phương án B là nhà nước, phương án C là quốc hội, phương án D là cả ba phương án. Như vậy phương án đúng là phải có trong tài liệu. Thì học lần đầu tiên thì các bạn phải mở tài liệu ra thì căn cứ điều 1 thì các bạn là kích chuột vào file các bạn sẽ tìm đến điều 1 đó để giải quyết cái này các bạn phải đọc cái điều 1 thì các bạn điều một có nghĩa là vị trí trí và chức năng thì bộ tài chính là cơ quan của của chính phủ đó thì tại cái điều một này là cơ quan của chính phủ thực hiện các chức năng quản lý nhà nước về một loạt ở đây thì các bạn đọc ở đây ví dụ như về tài chính ngân sách thì bao gồm ngân sách nhà nước này, ngân quỹ nhà nước này, nợ công này, thuế này, phí này, lệ phí này và à, thu khác của ngân sách nhà nước, à, dự trữ nhà nước, các quỹ tài chính nhà nước, đầu tư tài chính, à, tài chính doanh nghiệp, tài chính hợp tác xã và kinh tế tập thể, tài sản công theo quy định của pháp luật, hải quan, à, kế toán kiểm toán độc lập giá chứng khoán các bạn chú ý chứng khoán rồi báo bảo hiểm hoạt động dịch vụ tài chính và dịch vụ khác thuộc phạm vi quản lý của nhà nước của bộ quản lý nhà nước của bộ hoạt động dịch vụ tài chính và các dịch vụ khác thuộc phạm vi quản lý nhà nước của bộ à, thực hiện đại diện chủ sở hữu phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp theo tại doanh nghiệp thuộc bộ à, chú ý chung chúng ta để ý là thực hiện đại diện chủ sở hữu vốn nhà nước tại doanh nghiệp thuộc bộ theo quy định của pháp luật à, các bạn phải để ý như vậy là đây là à, vị trí và chức năng à, chức năng của nó thì chúng ta đọc như thế này thì chúng ta không cần phải thuộc mà chúng ta phải tìm ra một cái cụm từ đặc trưng để nhớ về chức năng của bộ tài chính thí dụ như là đặc trưng của nó là chứng khoán này. Đấy, chẳng hạn như thế thì bảo hiểm này đó để kế toán này có rõ này à, kiểm toán độc lập này rồi hải quan này đó chúng ta tìm ra các cái cụm từ à, về chức năng mà, mà mang tính chất à, để chúng ta đặc trưng để chúng ta nhận diện phương án trả lời cái phương pháp học là như vậy này như vậy các bạn bắt đầu là có kiến thức tư duy rồi nè tức là chúng ta phải nạp kiến thức vào bộ óc à, sau đó khi chúng ta nạp được rồi thì chúng ta tư duy phương án đúng ở đây là chính phủ là vì là cơ quan thuộc chính phủ nhà nước thì không có trong tài liệu quốc hội không có trong trong tài liệu nên loại trừ được cả ba phương án à, cả ba phương án à, khi cả khi có ít nhất một phương án sai thì loại trừ cả ba phương án à, các bạn chú ý cái loại câu này đó là học lần đầu này các bạn có kiến thức rồi thế bây giờ học lần thứ hai các bạn tư duy bộ tài chính thì là thuộc cơ quan chính phủ đó thì đương nhiên nó không phải là cơ quan của nhà nước không phải là cơ quan của quốc hội. Đó. Để các bạn có thể tư duy được. Ví dụ. Minh họa một cái câu như vậy. Để các bạn thấy. Là. Chúng ta phải. Căn cứ tình huống đặt ra. Là câu hỏi trắc nghiệm. Để giải quyết tình huống này. Để chúng ta. Căn cứ vào điều một. Như vậy. Nếu chúng ta chỉ đọc tài liệu không thôi. Thì rất dài. Vì vậy. Chúng ta thông qua câu hỏi trắc nghiệm. Chúng ta phân giả cái tài liệu này ra. Nhiều ý nhỏ. Để chúng ta học câu hỏi trắc nghiệm. Rồi sau đó là chúng ta uh, Vì sao nó đúng Thì chúng ta phải căn cứ vào tài liệu Để chúng ta giải quyết Thì như vậy kỳ thi chính thức diễn ra Thì ra đề kiểu gì các bạn cũng làm được Chứ còn chỉ chăm chăm đi học câu hỏi trắc nghiệm Với lại phương án đúng Thì để chúng ta chưa hiểu kỹ để nó Vì sao nó lại đúng Thì kỳ thi chính thức diễn ra Thì nó gọi là phương pháp học Việt Còn học theo cái phương pháp tư duy Là chúng ta căn cứ vào tình huống Đặt ra để giải quyết tình huống này thì căn cứ vào đâu thì thì theo thầy là kinh nghiệm dạy đại học thì thầy đưa ra cái phương pháp như vậy là à, phân giả cái tài liệu này ra nhiều ý nhỏ thì nó sẽ phủ hết à, toàn bộ các cái tài liệu à, thông qua câu hội trắc nghiệm à, thông qua câu hội trắc nghiệm để à, các bạn thấy à, cái phương pháp học là như vậy thì à, chỉ đọc lý thuyết không thôi thì khi mà kỳ thi chính thức diễn ra thì chắc chắn các bạn lung túng học trên phần mềm của thầy nó còn được cái tiện ích là các bạn rèn luyện kỹ năng thi thực hành trên máy tính. Kỳ thi chính thức diễn ra các bạn không bỡ ngỡ. thí à, dụ như thầy gian đọc tiếp câu thư, thư, tiếp theo, tình huống đặt ra này, phương án nào sau đây là tổ chức đơn vị sự nghiệp của Bộ Tài chính? Thì uh, phương án A chúng ta đọc nó có rất nhiều giá trị. Phương án B cũng có nhiều giá trị. Mỗi một phương án là nó có một bốn uh, giá trị chẳng hạn. Thì phương đây là căn cứ điều 3 thì phương án có nhiều giá trị là loại câu phương án có nhiều giá trị thì các bạn chú ý phương án đúng là phương án có tất cả các giá trị đều đúng phương án sai là phương án có ít nhất một giá trị sai thì đây là cái phương cái cách làm cái loại câu này thì căn cứ điều ba thì các bạn kích chuột vào file mở lên để các bạn đọc điều ba học lần đầu này các bạn di chuyển con trỏ xuống đi tìm điều ba thì các bạn đọc điều ba À, thì các bạn phải chú ý là đơn vị hành chính à, thuộc bộ và đơn vị sự nghiệp à, thuộc bộ à, phải phân biệt hai cái khái niệm đơn vị sự nghiệp và đơn vị hành chính à, để các bạn chú ý à, chúng ta nhớ được à, phải phân biệt hai cái tổ chức này à, thuộc bộ à, như vậy đối với thuộc bộ thì chủ yếu chúng ta thấy là đơn vị hành chính thế còn đơn vị à, sự nghiệp thì nó ít thôi đó. thì chúng ta à, chúng ta nhớ tên các đơn vị sự nghiệp thì sao chúng ta trừ các tên ấy ra thì là nó thành là à, đơn vị à, sự nghiệp và đơn vị à, hành chính thí dụ như có chữ vụ đây là thường là hành chính rồi đúng không thí dụ điều ba cơ cấu tổ chức này cái vụ à, ngân sách nhà nước này vụ đầu tư này à, vụ tài chính quốc phòng an ninh đặc biệt vẫn ngoặc là vụ một này rồi vụ tài chính, hành chính, sự nghiệp này, à, vân vân, thì các bạn đọc ở đây, các bạn thấy có 8 vụ, Đó, các bạn thấy hình thành một cái khái niệm có 8 vụ, rồi thanh tra, văn phòng, à, rồi đến cục, à, các bạn để ý đến cục có chữ cục thì chắc chắn tài chính rồi, à, là là hành chính rồi, văn phòng là hành chính rồi, thanh tra hành chính rồi, chữ cục là hành chính rồi, à, như vậy các bạn để ý là là bộ rồi dưới bộ là có tổng cục dưới tổng cục là có các cục chẳng hạn đây có chín cục đó các bạn để ý là rút ra có chín cục thế rồi có ba tổng cục à, tổng cục thuế tổng cục hải quan tổng cục dự trữ như vậy tổng cục rồi đến cục à, các bạn để ý có ba tổng cục à, kho bạc nhà nước ủy ban chứng khoán nhà nước cũng đều là à, cơ, là tổ chức hành chính như vậy là có chữ tổng cục có chữ cục có chữ vụ là dễ dễ nhận biết đó là hành chính còn kho bạc nhà nước cũng là hành chính, ủy ban chứng khoán nhà nước hành chính, văn phòng, đó, thanh tra, đó, thì nó là như vậy đến đây là có 24 tổ chức hành chính và tổ chức sự nghiệp có 4 đó, các bạn ghi nhớ cái số lượng này và các bạn mà nhớ được tên nữa thì càng tốt dễ nhận diện thôi viện chiến được và chính sách tài chính thì các cái chữ này nó mang tính chất là sự nghiệp rồi thời báo tài tài, tài chính Việt Nam tạp chí tài chính. Trường, trường là đặc điểm của nó là sự nghiệp rồi. Trường bồi dưỡng cán bộ tài chính. Như vậy bốn đơn vị tổ chức sự nghiệp. Trường nó đã mang tính chất là sự nghiệp rồi. Đấy, cho nên là trường bồi dưỡng cán bộ tài chính là tổ chức sự nghiệp. Các bạn ghi nhớ tên bốn tổ chức sự nghiệp. Viện chiến lược và chính sách tài chính là một tổ chức sự nghiệp. Thời báo Tài chính Việt Nam là một tổ chức sự nghiệp. Tạp chí Tài chính là một tổ chức sự nghiệp. Trường bồi dưỡng cán bộ tài chính là một tổ chức sự nghiệp. Đó. Như vậy là 28 tổ chức thì trừ đi 24 thì còn 4 à, tổ chức sự nghiệp, 24 tổ chức hành chính. Thì à, các bạn để ý à, ở đây là từ khoản 25 đến khoản 28 à, là tổ chức sự nghiệp phục vụ quản lý nhà nước thuộc bộ Đấy, yeah, như vậy các bạn thấy là có 8 vụ. Vụ ngân sách nhà nước là có 4 phòng này. À, vụ tài chính hành chính sự nghiệp có 4 phòng này, vụ đầu tư có 4 phòng này. À, các bạn nạp vào bộ nhớ này. À, vụ tài chính ngân hàng và các tổ chức tài chính có 4 phòng. Vụ pháp chế có 5 phòng. À, vụ tổ chức cán bộ có 7 phòng. Thì chúng ta thấy là nhiều phòng nhất đây. Rồi vụ hợp tác quốc tế có 4 phòng. Phổ biến là 4. Thì có một một tổ chức là 5 phòng và một tổ chức 7 phòng, còn lại là 4. Như vậy các bạn để ý là vụ tài chính, quốc phòng, an ninh đặc biệt, vụ 1, thì không được ghi, không có thông tin à, trong tài liệu nói về có bao nhiêu phòng. Thì riêng cái này, nó cũng không phải là không phòng, chỉ có trong tài liệu là không, à, không ghi để thông tin về số lượng phòng. Các bạn chú ý cái trường hợp đặc biệt này, đó là vụ tài chính, quốc phòng, an ninh đặc biệt mới ngoặc đóng ngoặc vụ 1 thì không được ghi để có bao nhiêu phòng à, trong à, trong nghị định thế người ta cứ gọi là không à, không có thông tin về số lượng phòng như vậy là có năm vụ có bốn phòng một vụ có năm phòng một vụ có bảy phòng và một vụ không ghi thông tin à, không ghi thông tin về, về bao nhiêu phòng đó, các bạn để ý là không có thông tin về bao nhiêu phòng đó là vụ tài chính quốc hoặc quốc phòng an ninh đặc biệt là không ghi có bao nhiêu phòng à, như vậy chúng ta để ý đây là cái anh nhiều nhất là 7 phòng chính là vụ tổ chức cán bộ à, có ghi thì, các bạn đọc các bạn phải phải thống kê lại được như vậy như vậy để các bạn nhớ là bốn phòng thì có năm vụ đó à, còn cái vụ pháp chế này là có 5 phòng thì, vụ tổ chức cán bộ có 7 phòng các bạn chỉ cần nhớ hai cái đơn vị này 5 phòng 7 phòng sau đó còn lại là bốn phòng hết đó à, trừ cái vụ tài chính khu phòng an ninh đặc biệt là không có thông tin về số lượng phòng các bạn đọc tiếp này à, bộ trưởng bộ tài chính trình thủ tướng chính phủ ban hành các quyết định à, quy định chức năng nhiệm vụ quyền hạn cơ cấu tổ chức của tổng cục thuế tổng cục hải quan tổng cục dự trữ nhà nước kho bạc nhà nước ủy ban chứng khoán nhà nước và danh sách các đơn vị sự nghiệp khác thuộc bộ như vậy cái thẩm quyền eh, ban hành à, quyết định quy định chức năng nhiệm vụ cơ cấu tổ chức của các đơn vị này là à, bộ tài chính chỉ có thẩm quyền trình thôi còn thủ tướng à, chính phủ phải ban hành các quyết định quy định Đó, các bạn để ý ở đây nhé như vậy là để tránh à, cơ quan nào quyết định cái, cái việc này thì thì phải là thủ tướng chính phủ chứ không phải bộ 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 trưởng bộ tài chính bộ trưởng tập bộ tài chính chỉ có thẩm quyền trình thôi trình à, lên thủ tướng chính phủ để thủ tướng chính phủ ký quyết định ban hành đoạn đoạn này các bạn phải hết sức chú ý cái chữ trình à, thẩm quyền của bộ tài chính là trình à, thôi trình thủ tướng chính phủ trình ai trình thủ tướng chính phủ để ban hành các quyết định quy định chức năng nhiệm vụ quyền hạn của các tổ chức nào À, các tổ chức tổng cục à, thuộc Bộ Tài chính thì có 3 tổng cục để kho bạc nhà nước, ủy ban chứng khoán nhà nước và danh sách các đơn vị sự nghiệp khác. À, chú ý là cái danh sách đơn vị sự nghiệp khác đó. Thì các bạn chú ý ví dụ như là là điều 4 này, vụ chính sách thuế tiếp tục thực hiện chức năng nhiệm vụ theo quy định của pháp luật hiện hành cho đến khi Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành quyết định quy định chức năng nhiệm vụ À, quyền hạn của cơ cấu tổ chức của cục quản lý giám sát chính sách thuế và lệ phí thì à, cái đơn vị cục này à, ban hành quy định chức năng nhiệm vụ quyền hạn và cơ cấu tổ chức à, của các cái cục đây thì các bạn ý là thuộc thẩm quyền của bộ trưởng bộ tài chính Đó, đến đây các bạn rút ra một cái kết luận như vậy à, để các bạn làm câu hỏi trách nhiệm khi hỏi về thẩm quyền À, ban hành quyết định quy định chức năng nhiệm vụ quyền hạn cơ cấu tổ chức của ông cái cục vụ vân à, vân là thuộc thẩm quyền của bộ trưởng bộ tài chính Đó, các bạn thấy này à, như vậy các bạn đã nạp thông tin vào vào bộ nhớ rồi thì bây giờ các bạn tư duy để sang làm câu hỏi trắc nghiệm này các tư duy phương án nào sau đây là tổ chức đơn vị sự nghiệp của bộ tài chính phương án a viện chiến lược chính sách tài chính đây đây là đơn vị sự nghiệp là đúng rồi Thời Báo Tài Chính Việt Nam là đúng rồi Thanh tra là không phải rồi Thanh tra là à, tổ chức hành chính cho nên có một giá trị sai phương án A bị loại trừ Phương án B Viện Chiến lược và Chính sách Tài chính thì là đúng đơn vị sự nghiệp rồi Thời Báo Tài Chính Việt Nam là đúng rồi Tạp chí Tài chính là giá trị thứ ba đúng rồi văn phòng văn phòng lại là tổ chức hành chính rồi cho nên có một giá trị sai phương án b bị loại trừ phương án c kho bạc nhà nước à, là tổ chức hành chính rồi ủy ban chứng khoán nhà nước là tổ chức hành chính rồi à, tạp chí tài chính là đơn vị sự nghiệp trường bồi dưỡng cán bộ tài chính là đơn vị sự nghiệp như vậy phương án c có hai giá trị sai cho nên nó bị loại trừ hai giá trị là tổ chức hành chính mà câu hỏi yêu cầu là tổ chức đơn vị sự nghiệp là phương án d viện chiến lược và chính sách tài chính là đơn vị sự nghiệp là đúng rồi thời báo uh, tài chính việt nam là đơn vị sự nghiệp đúng rồi tạp chí tài chính là đơn vị sự nghiệp đúng rồi trường bồi dưỡng cán bộ tài chính là đúng rồi như vậy phương án d cả bốn giá trị đều là tổ chức đơn vị sự nghiệp cho nên nó là phương án đúng Chúng ta phải chọn phương án D Đó. À, Loại câu mà có nhiều giá trị trong một phương án Thì các bạn phải tư duy, suy luận Theo cái cách làm như vậy à, Các cái câu khác hoàn toàn tương tự Ví dụ câu số 4 này nó cũng một uh, có nhiều giá trị đây Thì các bạn sẽ đăng nhập vào phần mềm để học thôi Đó à, Thầy giáo giới thiệu các cái uh, dạng câu khác à, Thí dụ như là À, câu câu số 10 này phương án nào không phải là nhiệm vụ và quyền hạn của Bộ Tài chính? Phương án A, B, C, D. Như vậy chúng ta thấy không có cái, cái cái phương án mà tất cả các phương án. Cho nên ở đây căn cứ vào điều 2 thì các bạn tìm cụm từ đặc trưng là nhiệm vụ và quyền hạn của Bộ Tài chính, các bạn mở điều 2 lên các bạn đọc. Sau đó các bạn để ý là à, chúng ta không thể học thuộc được mà chúng ta phải thiêu phương pháp tư duy chúng ta tìm ra cái cụm từ đặc trưng là nhiệm vụ quyền hạn của bộ tài chính có cái chữ nào như như vậy rồi dùng phương phương pháp làm loại câu này chúng ta tìm ra ba phương án là nhiệm vụ quyền hạn của bộ tài chính để sau đó chúng ta dùng phương pháp loại trừ suy ra phương án còn lại sẽ là không phải ở nhiệm vụ quyền hạn của bộ tài chính tức là chúng ta đang học về nhiệm vụ quyền hạn thì chúng ta phải tìm ra được ba cái phải để trừ ba cái phải ra thì nó còn một cái phải, còn một cái không phải. Ba cái phải là nhiệm vụ quyền hạn của bộ tài chính. thì còn một cái không phải là nhiệm vụ quyền hạn của bộ tài chính. đấy loại câu này mang tính chất tư duy rất cao. À, hay là à, không phải tức là phương án sai. thì cái câu này có thể thay đổi cái nội dung câu hỏi là phương án nào sau đây là phương án sai về nhiệm vụ quyền hạn của bộ tài chính. Đấy, thì các bạn để ý có nhiều cách hỏi như vậy phương án không phải tức là phương án à, sai về nhiệm vụ quyền hạn của bộ tài chính thì các bạn đọc này chúng ta đọc phương án à, B này quản lý vốn ODA vốn vay ưu đãi à, viện trợ không hoàn lại không thuộc hỗ trợ phát triển chính thức à, viện trợ của Việt Nam và cho à, cho các nước thì các bạn để ý cái quản lý vốn ODA này thì nó không phải à, có từ quản lý đấy, là không phải của bộ tài chính mà nó là của bộ Kế hoạch đầu tư kia thì các bạn chọn cách làm thứ nhất chính là chúng ta tìm ra ngay được một phương án không phải nhiệm vụ của bộ tài chính cách này chỉ khi các bạn à, học một vài lần trên phần mềm rồi thì các bạn nhận diện ra được ngay cách thứ hai thì nó dài hơn nhưng mà nó à, đúng bài bản là chúng ta tìm ra ba phương án À, là nhiệm vụ quyền hạn của bộ tài chính. Ví dụ các bạn đọc phương án A này tổng hợp lập kế hoạch giải ngân vốn ODA, vốn vay ưu đãi, kế hoạch vốn đối ứng hàng năm từ nguồn ngân sách đối với các chương trình dự án ODA. Các bạn để ý căn cứ vào à, điều 1 các bạn thấy có chữ là nguồn ngân sách. À, đây là cái cụm từ đặc trưng của bộ tài chính. Cho nên chúng ta thấy phương án A. À, chính là người nhiệm vụ quyền hạn của bộ tài chính. Đó, chúng ta tìm ra được cái cụm từ đặc trưng. Đó, cho nên chúng ta mạnh dạn ngay khẳng định phương án A chính là nhiệm vụ quyền hạn của bộ tài chính. Phương án C để quản lý việc sử dụng quỹ bảo vệ người được bảo hiểm. Thì các bạn để ý là vị trí chức năng của bộ y tế là có à, vấn đề bảo hiểm. Cho nên ở đây cái cụm từ bảo hiểm đã đặc trưng cho cái việc nhận diện nó ra là phương án nhiệm vụ và quyền hạn của bộ tài chính cho nên phương án c chúng ta mạnh dạn khẳng định đây chính là một trong những nhiệm vụ quyền hạn của bộ tài chính phương án d thống nhất quản lý tài chính nhà nước đối với các nguồn viện trợ nước ngoài cho việt nam và cho vay viện trợ của việt nam cho nước ngoài như vậy chúng ta tìm thấy một cái cụm từ đặc trưng à, đó là À, quản lý tài chính nhà nước đó thì đây chính là cái cụm từ đặc trưng để chúng ta nhận diện ra nó chính là một trong những nhiệm vụ quyền hạn của bộ tài chính như vậy chúng ta đã nhận diện được phương án a phương án c phương án d đều là nhiệm vụ quyền hạn của bộ tài chính à, dùng phương pháp loại trừ suy ra phương án còn lại chính là quản lý vốn oda vân vân đây là phương án b không phải là nhiệm vụ của bộ tài chính à đó thì như vậy cái cách làm lại câu này thì các bạn tư duy như vậy trong quá trình học là nên nung nấu và tìm cách tư duy tìm cái cụm từ đặc trưng nhiệm vụ của bộ tài chính là chúng ta mạnh dạn khẳng định đó là nhiệm vụ quyền hạn của bộ tài chính đấy cái loại câu này các bạn học theo cái cách đó à, chứ không thể là à, căn cứ vào điều 2 này các bạn đọc lướt một lượt thôi có nhiều rất là dài thì làm sao các bạn có thể là theo cái phương pháp là thuộc vẹt được không thể thuộc được đó các bạn thấy nhiều không các bạn đọc các bạn sẽ nhìn đọc ít nhất một lần điều hai là nhiệm vụ quyền hạn của bộ tài chính dài không này rất là nhiều vì vậy cái phương pháp học là trách nhiệm mà trách nhiệm là phơi bày nội dung lên câu hỏi nội dung lên phương án rồi chúng ta phải nhận diện ra dùng tư duy để chúng ta nhận diện ra cái phương án trả lời đó cái cách học là như vậy cái cách thầy đây là thầy kinh nghiệm thầy truyền lại cho các em cái cách học vừa hiểu nội dung vừa tư duy mà nhận diện được phương án trả lời đó là rất thông minh trí tuệ mà đó nếu mà các bạn mà điều hai như thế này mà các bạn thấy là rất là nhiều thì trong cái điều hai này các bạn đọc khoản một này. trình này, đó chức năng Khoản một ở đây là Bộ Tài Chính là phải trình, trình ai? Trình Chính phủ, à, chứ không phải thẩm quyền quyết định. À, thế rồi là à, khoản 2 trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ở đây là phải phải hai giá trị trình à, Thủ Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ là chiến lược quy hoạch kế hoạch. Đó, để các bạn nhận diện ra cái chiến lược quy hoạch à, rồi kế hoạch phát triển trung hạn dài hạn. Thì cái nhiệm vụ này thì Bộ trưởng chỉ có thẩm quyền trình Chính phủ thôi và trình Thủ tướng Chính phủ thôi. Chứ còn không thể quyết định được cái việc này. À, các bạn đọc các bạn thấy bắt đầu à, khoản 3. ban hành thông tư quyết định chỉ thị với các văn bản khác thuộc phạm vi quản lý nhà nước của bộ thì đây là thuộc à, thẩm quyền của bộ à, tài chính rồi à, chứ không phải trình nữa tự thẩm quyền của mình quyết định vấn đề này. À, các bạn các các bạn đọc các bạn chú ý thế thôi. Thì các bạn để ý là về ngân sách nhà nước này rất dài. À, các bạn chú ý là cái kế hoạch tài chính này đó có cái cụm từ để các bạn nhận diện ra Chỉ dấu trừ thu nhỏ Nhận diện ra cái phương án trả lời Nhờ có cái cụm từ đặc trưng Của bộ tài chính ví dụ câu 11 nha Phương án nào sau đây không phải là Chức năng quản lý nhà nước Của bộ tài chính Chú ý là không phải Thì các bạn căn cứ điều một là chức năng này Thì các bạn đọc các bạn tìm ra cụm từ đặc trưng Thí dụ như là Nhấn nốt trái chuột vào file Các bạn thấy điều 1 thì điều một nãy thầy đã đọc rồi các bạn tìm ra cái từ đặc trưng là chức năng đấy các bạn tìm ra cái từ đặc trưng ví dụ nợ công thuế phí rồi đầu tư tài chính rồi chữ tài chính này rồi giá này chứng khoán này bảo hiểm này đây là các cái từ đặc trưng đó thì để các bạn nhận diện ra phương án trả lời thôi cái cách học là như vậy bây giờ các bạn đọc nha phương án a thực hiện chức năng quản lý nhà nước về dự trữ nhà nước thì các bạn thấy chức tổng cục dự trữ rồi là thuộc bộ tài chính rồi à, cho nên phương án a chính là chức năng của bộ tài chính phương án b thực hiện chức năng quản lý nhà nước về tài chính doanh nghiệp cụm từ tài chính doanh nghiệp đặc trưng rồi đúng là chức năng của bộ tài chính rồi phương án c thực hiện chức năng quản lý nhà nước về bảo hiểm đó bảo hiểm đây đúng là à, À, thuộc điều một rồi đấy, các bạn thấy ở, ở đây là à, có có từ là bảo hiểm này rồi có từ dự trữ nhà nước này đấy, các cái từ đặc trưng đấy vân à, vân các bạn thấy các cái cụm các từ như vậy chứng khoán này nó đó, à, đó là à, chức năng đấy thế cho nên đây là các từ đặc trưng để các bạn nhận diện ra à, như vậy a b c các bạn nhận diện ra nó chính là chức năng quản lý nhà nước của bộ tài chính suy ra phương án còn lại là phương án d chính là không phải chức năng quản lý nhà nước của bộ tài chính cụ thể là thực hiện chức năng quản lý nhà nước về nguồn hỗ trợ phát triển chính thức oda à, vốn vai ưu đái và viện trợ không hoàn lại không thuộc hỗ trợ phát triển chính thức viện trợ của việt nam cho các nước thì đây là phương án còn lại sẽ không phải là chức năng quản lý nhà nước của bộ tài chính mà các bạn thấy đây à, có lẽ là chức năng của bộ à, kế hoạch đầu tư đó, các bạn thấy đó, các bạn dùng phương pháp suy luận phần mềm hướng dẫn các bạn tìm ra cái cụm từ đặc trưng là chức năng quản lý nhà nước của bộ tài chính để chúng ta nhận diện ra phương án trả lời căn cứ điều một à, như tôi vừa trình bày với các bạn rồi dùng phương pháp loại trừ trừ ba cái phương án là chức năng quản lý nhà nước của bộ tài chính suy ra phương án còn lại sẽ không phải là không phải là chức năng quản lý tài chính quản lý nhà nước của bộ tài chính không phải là chức năng quản lý nhà nước của bộ tài chính à, các bạn dùng phương pháp loại trừ à, cái phương pháp học là như vậy à, còn nhiều dạng câu hỏi trắc nghiệm các bạn đăng nhập vào phần mềm để học thôi rất tuyệt vời đó là một dừng kiến thức à, các bạn thấy tuyệt vời không này phải nạp kiến thức vào bóc sau đó chúng ta tư duy chúng ta làm để kỳ thi chính thức diễn ra ra đề kiểu gì thắng làm được thì mới là học tốt nhất Chứ còn chạy show đi tìm Cơ hội trách nghiệm học bao giờ hết được Căn cứ vào như vậy chúng ta vừa hiểu Nội dung để chúng ta làm bài Chúng ta có kiến thức để chúng ta vượt qua kỳ thi Chúng ta có kiến thức để chúng ta trúng tuyển chúng ta làm việc tốt hơn Chúng ta phải hiểu đúng văn bản Từ hiểu đúng chúng ta mới làm đúng được Đó là cái cách là như vậy thì Chúng ta phân giả cái tài liệu ra Là nhiều ý nhỏ để chúng ta Hiểu cho nó đúng sâu vấn đề à, Các bạn muốn học mục khác Chúng ta kích chuột mục số 1 Để học cái mục khác Để bảo mật cái mật khẩu của mình Chúng ta phải làm thế nào Chúng ta chỉ mũi tên chuột vào góc phải Trên cùng màn hình này Có cái hình người này Các bạn nhấn nó trái Sau đó xuất hiện chữ thoát Thì các bạn chọn cái chữ thoát Mỗi khi đăng nhập vào phần mềm Trước khi các bạn tắt máy tính Các bạn hay là các bạn nghỉ Giữa à, chừng à, Các bạn cũng nên à, Vấn đề à, Thoát ra khỏi phần mềm để bảo mật cái mật khẩu của mình. Chúng ta kích chuột vào chữ thoát để chúng ta thoát ra khỏi phần mềm. À, muốn tắt cửa sổ thì các bạn chỉ vào dấu chéo à, cửa sổ. Nhấn nút trái là chúng ta à, thoát ra khỏi à, phần tắt cửa sổ luôn, nhấn nút trái. Đó. Thế bây giờ à, như vậy tôi đã trình bày với các bạn xong cái phương pháp học câu hỏi trắc nghiệm trên phần mềm hình thức trắc nghiệm.vn. Thì các bạn có nhu cầu hãy kết nối Zalo gọi điện như thầy giáo thạc sĩ lê văn quang theo một trong hai số hiển thị trên màn hình à, chúc các bạn à, thành công và cảm ơn các bạn